chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Mio 110, một cái dòng tay ga nhỏ cực hot trên đất Thái. Cái chiếc Yamaha Mio 110 được mệnh danh là mẫu xe đại diện tốc độ của những năm 2002 đến 2010. Đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn được ưa chuộng từ vẻ đẹp đơn giản và vẫn là tâm điểm của những dân chơi bình Thái, biến hóa thành rất nhiều sản khác nhau. Xem tối nãy tôi thấy con chiến mã được khoét cho mình bộ áo mang cái tông màu bạc đen cực kỳ đẹp, đi cùng lọt đồ chơi giá trị được két lên xe, không những hướng tiễn mà còn tăng thêm hiệu năng hoạt động cho xe hơn. Chàng trưng trang bị cái mâm đồ chơi mang đậm cái chất thể thao với tông màu đen nằm chéo kép xoắn. Hệ thống phanh được nâng cấp với đĩa đồ chơi kích thước 190mm. Đi cùng đó là phần ở dầu Hells được bấm đầu 45 độ, ôm nhẹ nhàng theo thế ốc dầu của con Hells Mio 110. Hệ thống cái giảm sóc hoa liêm đi cùng mình dầu. Đây là mẫu phụ đồ chơi có giá trị, đáp ứng rất tốt với sự nhún nhảy hợp lý cho mọi địa hình. Bình dầu là do ống ánh sắc vàng tạo nên sự đẳng cấp cho cái chiếc xe đầu kiển. Xung quanh cái phần ốp lốc nồi là dàn ốc inox và đình từ sáng bóng. Cái style của những bản độ Mio 110 bên Thái là ngoài dàn áo đi cái tông màu khá nổi thì các linh kiện đi cùng như rổ trước, kính spark và những món đồ chơi thì không thể thiếu được. Quay 125 lên đồ chơi nhẹ nhàng nhưng khẳng định được cái chất lượng và cốt của mô sang chảnh. Tuy là phiên bản quay 105 nhưng mình sắp giới thiệu bên dưới đây là không được trang bị quá nhiều món đồ chơi hàng hiệu, nhưng những món đồ chơi người chủ hướng tới là chất lượng, là thẩm mỹ, những món hoàn toàn có một cái sức hút cho chiếc xe xuất hiện trên phố. Cái chiếc xe thị trường Việt Nam có cái tên gọi là Future 125i hay còn được giang hồ gọi cái tên là Phú Béo. Phiên bản của bên Thái mang tên là Quầy 125. Nhìn chung hai con xe rất giống nhau, chỉ khác bằng cái gam màu sắc, chó đèn, mặt nạ vân. Tuy nhiên phiên bản Quầy 125 về Việt Nam mức giá là hơn 60 củ một chiếc, cao gấp 2 lần so với xe lắp ráp trong nước. Có thắng CC đèn kết hợp cùng với 6 cấp tăng đường theo chủ đề hợp với cái đứt tay người dùng. Cái dòng sản phẩm cấu tạo với dùng bản đời rời nên lắp được rất nhiều cái mẫu cụm cái thắng khác nhau. Nhìn xuống dàn chân ta bắt gặp ngay cái con heo. Ta bắt gặp ngay được cái cọng dầu heo đỏ được kết nối vào con heo dầu Nissin bên Thái 2 bit một bên, được sản xuất dành riêng cho xe ở dụng, chỉ cần là chạy CNC là cái phát heo phù hợp là ok, giá thành thì cũng không quá cao, phụ kiện cũng rất dễ dàng thay kế. Bên cạnh là đĩa gaffer kích thước 267 lòng 4 lỗ phù hợp với đùm xin nên cũng không cần chế chéo một chi tiết nào. Tiếp đến chuyện như sau là cặp phục bánh S bình dầu nằm bên trên đem lại cho chiếc xe có sự ổn định đi mãi hơn trong quá trình vận hành. Kích thước thì hơi to, buộc lòng người chủ phải khoét rộng áo tí xíu để cho có chút là liên lạc hơn, thẩm mỹ hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để kế tiếp nhớ like, subscribe.